Da của chị đen dữ lắm, chị xài kem hoài mà nó không có trắng em ơi. Chị thấy bên em có dòng kem body ủ trắng sau một đêm nên chị nhắn tin cho em nè. Rồi ok chị yêu luôn nha, chị tìm em là đúng rồi. Bên em có dòng kem body vitamin cốt ủ bưởi ủ một đêm là trắng. Đây là kem body vitamin cốt ủ bưởi khác với tất cả những dòng kem ở ngoài thị trường. Đó là kem này là cái chất cốt cực kỳ mạnh nha, cái phôi cực kỳ mạnh luôn nha mấy chị yêu nha. Và đặc biệt là mình chỉ cần ủ sau một đêm thì da của mình nó sẽ bật tông lên luôn. Trời ơi, cái chất kem nó mềm, nó mướt nè, đặc biệt là không lộ vân kem, không bết rít. Khi mà mấy chị em mình á làm việc nội trợ thì không sợ á bị trôi nước luôn. Bật hẳn máy tông da càng thoa da càng mịn nè mấy chị nhìn nè. Trời ơi, cái thoa cái kem này lên nó giống như là cái da của mình nó được trẻ hóa ra vậy đó mấy chị. Đó, ngày hôm nay em đang có chương trình khuyến mãi giá dùng thử nha mấy chị yêu nha. Và đặc biệt khi mà mấy chị mua trong video này thì em sẽ tặng quà kèm cho mấy chị luôn. Tắm cái này lên, ủ cái kem body đảm bảo là trắng banh nóc luôn nha mấy chế. Mua 1 tặng 3.